Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video ngày hôm nay em lên cho các bác mẫu xe BH Zafi Z, là mẫu xe đến từ mang thương hiệu của Tây Ban Nha, được trang bị full bộ chuyển động Shimano Tiagra 700c, khung nhôm nước sơn nguyên bản. Cách thiết kế chiếc xe rất là đẹp, tròn rất là chắc chắn. Nước sơn nguyên bản, xe màu chủ đạo màu đỏ đen, nhìn chiếc xe nó rất là thể thao. Chạy full bộ chuyển động Shimano Tiagra 10 tấn lít 2 tấn đĩa. Là ghi đông cũng được trang bị đôi tay lắc của Shimano Tiagra, thanh ba mảnh đến 700c, Mayer Shimano là 500. Đuôi của MSA là thương hiệu phụ tùng của Mỹ. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của các những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size của chiếc xe từ tâm trụ đạp đến khóa cọc yên là 50 cm, từ khóa cọc yên đến tâm củ phốt là 55 cm. Và chiếc xe phù hợp với bác từ khoảng 1m55-56 đến khoảng 1m80 là phù hợp. Như các bác thấy trên hình rất là chuyên chu mật mà. Chiếc xe này em đang bán trên kênh với mức giá là 12.500.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe mà bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.